Thưa quý vị, chiều nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với cán bộ chủ chốt Bộ Ngoại giao về triển khai đường lối đối ngoại theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập ngành ngoại giao Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao ngành ngoại giao từ khi triển khai nhiệm vụ đến nay đã bám sát đường lối đối ngoại của Đảng, kiên định về nguyên tắc nhân văn trong tâm hồn, chân thành trong ứng xử, linh hoạt trong hành động, rộng mở trong tinh thần. Chủ tịch nước mong muốn ngành ngoại giao cần phải phân đấu và ý chí hơn nữa để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, cũng như triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đảng toàn quốc vào tháng 12 năm 2021 vừa qua. Chủ tịch nước yêu cầu cần phát huy truyền thống của ngành ngoại giao, bởi nghị quyết 13 của Đảng đã khẳng định tư tưởng chỉ đạo đối ngoại là thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại là bạn là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế nguyên tắc đối ngoại là bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của hiến trương liên hợp quốc về luật pháp quốc tế bình đẳng hợp tác cùng có lợi nhiệm vụ cơ bản của đối ngoại là tiếp tục phát huy vai trò tiên phong tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình ổn định huy động các nguồn lực bên ngoài để phát huy đất nước nâng cao vị thế và uy tín quốc gia Hôm nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp đại sứ Canada tại Việt Nam Sean Steele đến chào xã giao. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng khi kim ngạch thương mại song phương 6 tháng đầu năm 2022 đạt 3,50 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Canada đạt hơn 3,25 tỷ đô la Mỹ. Về đầu tư, tính đến tháng 11 năm 2021, Canada là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 14 của Việt Nam với 231 dự án cùng tổng vốn đạt hơn 4,81 tỷ đô la Mỹ. Hai bên cũng tăng cường hợp tác phòng chống đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu. Nhân dịp này, Thủ tướng bày tỏ cảm ơn chính phủ Canada đã dành cho Việt Nam khoản viện trợ phát triển chính thức lên tới 1,3 tỷ đô la Mỹ từ năm 1990 đến nay. Thủ tướng nhấn mạnh là hai nền kinh tế mang tính bổ trợ lẫn nhau, đồng thời đều là thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Việt Nam và Canada cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa để đưa kim ngạch song phương không ngừng phát triển, góp phần phục hồi nền kinh tế của hai nước cũng như bảo đảm tính bền vững cho chuỗi cung ứng toàn cầu. Thủ tướng đề nghị Canada tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là nông thủy sản, hoa quả mùa vụ, hạt điều, cà phê, mật ong, đồ gỗ vào thị trường Canada. Thủ tướng cũng cảm ơn và đề nghị chính phủ Canada tiếp tục hợp tác chặt chẽ để hỗ trợ khoảng 240.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Canada, có nhiều đóng góp hơn nữa vào sự phát triển của Canada, đề nghị Canada hỗ trợ phát triển giáo dục đào tạo thông qua việc tăng cường cấp học bổng cho học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam, thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác phát triển khoa công nghệ. Đại sứ sp Steele khẳng định Canada coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng ở khu vực, bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển vượt bậc của Việt Nam vượt lên từ đại dịch Covid-19 để tăng trưởng kinh tế xã hội. Đại sứ Steele đặc biệt đánh giá cao chiến lược ứng phó của Việt Nam trước đại dịch Covid-19, cho rằng với tỷ lệ tiêm chủng rất cao và độ bao phủ rộng, Việt Nam có thể là ví dụ tích cực để nhiều quốc gia trên thế giới học tập kinh nghiệm và hiện có rất nhiều quốc gia muốn tới Việt Nam làm ăn. Tiếp thu ý kiến của Thủ tướng, đại sứ khẳng định sẽ coi trọng việc thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư song phương thông qua việc thiết lập và tăng cường các hoạt động vận chuyển hàng hóa trực tiếp giữa hai nước, bên cạnh đó sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu và hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết tại COP 26 cũng như tăng cường trao đổi về những vấn đề hai bên cùng quan tâm. Đại sứ Steele đánh giá cao thành công đóng góp của cộng đồng người Việt và du học sinh Việt Nam tại Canada. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đoàn đại biểu Ban Thanh niên Đảng Dân Chủ Tự do Nhật Bản LDP do Hạ nghị sĩ Suzuki Norikaru và Thượng nghị sĩ Satoke, quyền trưởng Ban Thanh niên Đảng LDP, làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào mừng đoàn nghị sĩ trẻ của Nhật Bản đến thăm nhà Quốc hội. Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023. Đây cũng là lần thứ tư Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản LDP cử đoàn các nghị sĩ trẻ sang thăm Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Đảng LDP giành thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử Thượng viện tháng 7 vừa qua, cho rằng chiến thắng này đã cho thấy sự tín nhiệm cao của người dân Nhật Bản đối với Thủ tướng Kishida Fumio và Đảng Dân chủ Tự do. Đồng thời tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch LDP, Thủ tướng Kishida Fumio, Nhật Bản sẽ tiếp tục đạt được những thành tiệu mới to lớn hơn. Các thành viên đoàn nghị sĩ trẻ chân thành cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian tiếp. Thượng nghị sĩ Satoke nhấn mạnh, ban thanh niên Đảng LDP rất mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa nghị sĩ trẻ và thanh niên hai nước, du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản. Năm 2022, Việt Nam và Nhật Bản sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thượng nghị sĩ Satoke mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Chủ tịch Quốc hội để quan hệ giữa thế hệ trẻ hai nước và nghị sĩ trẻ hai nước ngày càng tốt đẹp hơn nữa, đóng góp thiết thực vào việc phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á của Việt Nam và Nhật Bản. Đánh giá cao vai trò của thanh niên, các nghị sĩ trẻ trong phát triển quan hệ Việt Nam Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam hết sức ủng hộ việc tăng cường mối quan hệ giữa thế hệ trẻ hai nước nói chung và các nghị sĩ trẻ hai nước nói riêng đề nghị các nghị sĩ trẻ ban thanh niên đảng ldp nhật bản tiếp tục quan tâm đến cộng đồng người việt nam tại nhật bản nhất là thanh niên sinh viên việt nam tại nhật bản quan tâm hơn đến việc thúc đẩy quan hệ hợp tác về lao động giữa hai nước tạo điều kiện để người lao động việt nam sang làm việc tại nhật bản để bù đắp sự thiếu hụt về nguồn nhân lực của nhật bản Sáng nay, trong buổi tiếp Phó Chủ tịch Điều hành cấp cao JICA Yunichi Yamada tại trụ sở chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh việc ủng hộ các cơ quan chức năng của Việt Nam và cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA gặp gỡ định kỳ để thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các dự án ODA chậm tiến độ tại Việt Nam. Nhật Bản luôn là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu về ODA, chiếm 30% tổng số vốn của các nhà tài trợ nước ngoài dành cho Việt Nam, khoảng 29,3 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, viện trợ không hoàn lại là 1,8 tỷ đô la Mỹ. Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam đánh giá cao cảm ơn chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã tích cực hỗ trợ nguồn vốn ODA trong gần 30 năm qua, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam. Phó Thủ tướng thường trực cũng đánh giá cao vai trò, những đóng góp quan trọng của JICA và cá nhân ông Junichi Yamada trong việc thúc đẩy, triển khai các dự án ODA tại Việt Nam. Bày tỏ mong muốn phía Nhật Bản tiếp tục cung cấp ODA cho Việt Nam, đặc biệt là các khoản ODA thế hệ mới đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thống nhất. Hiện Bộ Tài chính đang tích cực trao đổi với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam về đề xuất khoản vay để hỗ trợ ngân sách của chính phủ Nhật Bản cho chương trình Phục hồi và Phát triển Kinh tế Xã hội, tập trung vào lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng chiến lược, hạ tầng giao thông, chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu y tế phó thủ tướng thường trực đề nghị bộ tài chính và jica phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy các thủ tục tiếp theo để hai bên sớm đạt kết quả cụ thể tại cuộc gặp hai bên đã trao đổi thẳng thắn về nguyên nhân và định hướng tháo gỡ khó khăn thúc đẩy một số dự án oda chậm tiến độ cũng như định hướng hợp tác oda giữa hai nước trong thời gian tới còn trong chiều nay tại trụ sở chính phủ, Hội đồng Tư vấn Đặc xá đã họp xét duyệt hồ sơ danh sách để đề nghị Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện đặc xá đợt mùng 2 tháng 9 tới. Chủ trì cuộc họp Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Đặc xá nhấn mạnh, đây là lần đặc xá thứ 9 kể từ khi Quốc hội thông qua luật đặc xá năm 2009. Sau 8 đợt đặc xá nhân các ngày lễ lớn thì sự kiện trọng đại của đất nước với 90.000 người được đặc xá, đến nay cơ bản công tác này được triển khai đúng chính sách nhân đạo của Đảng nhà nước. Phó Thủ tướng yêu cầu hội đồng tư vấn đặc xá xem xét từng trường hợp đề nghị đặc xá với quy trình chặt chẽ theo đúng quy định của luật đặc xá quyết định của chủ tịch nước và hướng dẫn của hội đồng tư vấn đặc xá. Phó thủ tướng thường trực cũng đề nghị các cấp các ngành cần quan tâm đến công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người được đặc xá trở về địa phương, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc chung tay giúp người được đặc xá xóa bỏ mặc cảm tội lỗi, giúp đỡ dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá trở về với cộng đồng làm ăn lương thiện. Đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cấp ngành đoàn thể tổ chức kinh tế xã hội cần quan tâm giúp đỡ họ vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống. Hôm nay tại thành phố Đà Nẵng, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với nhà xuất bản và phát hành sách Quốc gia Lào tổ chức hội đàm kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Lào. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đại diện nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật và đại diện nhà xuất bản và phát hành sách quốc gia Lào đã cùng nhau ôn lại truyền thống 60 năm quan hệ ngoại giao hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam Lào, Lào Việt Nam, trao đổi nhiệt tình thân thiện thẳng thắn các vấn đề liên quan đến công tác xuất bản như tổ chức và hoạt động của nhà xuất bản trong khuôn khổ hội đàm hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nội dung chương trình cụ thể nhằm góp phần giúp hai bên thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị và đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh tăng cường giới thiệu cho độc giả hai nước về đất nước con người về kinh nghiệm công cuộc cải cách mở cửa của lào và công cuộc đổi mới của việt nam cũng như mối quan hệ hợp tác hữu nghị mà hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước việt nam lào lào việt nam đã dày công vun đắp Chiều nay, đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về tình hình kinh tế xã hội và dự án luật hợp tác xã sửa đổi. Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã từng bước phục hồi, ổn định và phát triển. Đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã, lũy kế đến nay thì toàn tỉnh Hà Nam đã có hơn 300 hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động tuy nhiên quy mô sản xuất kinh doanh của các loại hình hợp tác xã nhỏ hẹp áp dụng khoa học kỹ thuật còn chậm chưa xây dựng được chiến lược sản xuất kinh doanh năng lực tổ chức quản lý điều hành của nhiều cán bộ hợp tác xã chưa đáp ứng được yêu cầu trong kinh tế thị trường